Nội buồn thương nhớ, biết bao nhiêu mùa lá rụng, một chiều thăm phố xưa, cớ sao lại trào nước mắt? Sao tôi cứ yêu phố mùa thu ấy, lá rơi đầy và em mái tóc đen dáng ngày xưa ấy, nghèo mà sao? Gió đưa em về bình yên, ta chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh bình yên để nắng soi môi thơ, bình yên ta mừng mừng em đã hết đau thương về đây. Em đã biết xót thương tình yêu, nhớ từ bao la ta xa đời một kiếp nữa, nhớ từ trong nhau lớn lên khô lên cùng nhau. Quên hết khó khăn chia lìa, bình yên một thoáng cho tim em, bình yên ta vào đêm, bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng, mừng em đã biết xót thương tình yêu, mừng em ta hát đây hơn xưa. Cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi. Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có quý nhất tình người thôi. Hà Nội cái gì cũng buồn, buồn thương đến thế mùa thu ơi. Hà Nội cái gì cũng vui, dù nhau ra phố bia hơi vỉa hè. Hà Nội Hồ Gươm bình rượu ngàn năm, để lại bên phố nghiêng buồn. Hà Nội nghìn thu lối xưa xe ngựa, đành lòng thương nhớ. Hà Nội đâu ô một chiều đầy gió, một người khóc đã quay về. Hà Nội lòng tôi giấc mơ xa vời của người xa quê. Ai ơi sớm gửi thăm về. Hà Nội lòng tôi giấc mơ xa vời của người xa quê. Ai ơi sống gửi thác về. Ai ơi sống gửi thác về. Xin chào nhạc sĩ Trần Tiến. Lâu lắm rồi Hà Nội mới lại được đón nhạc sĩ Trần Tiến
Nhất là đêm giao thừa ở một ngã tư nào đó rất là cũ kỹ chú nhỉ. Chào, cái năm 20 này như thế này là thấy hay đấy. Nhưng đây là đang trên TV, tôi chả biết tán tỉnh cái gì bây giờ. Đứng ở trong một cái không gian toàn là tranh Bùi Xuân Phái này, xong rồi nghe tiếng đàn, tiếng hát của chú, mọi người thấy như là Hà Nội của ngày xưa trở về cả bằng hình ảnh lẫn âm thanh. Hà Nội mình vốn là như vậy, lúc nào cũng đẹp nhưng mà đẹp trong lòng mỗi một con người riêng biệt. Tôi rất hạnh phúc khi tôi được góp một bài hát của tôi vào cái sự hội ngộ này. Chào chú, chào Trần Tư Hà. Gia đình mình đã bao nhiêu lâu rồi không ăn Tết, ăn giao thừa cùng với nhau ạ? Lâu lắm rồi đấy. Không được vào giao thừa nhỉ? Không được ở với nhau được như thế này. Mọi người cũng nói là gia đình các nghệ sĩ họ Trần đã rời Hà Nội đi, nhưng mà mang luôn cả những cái hình ảnh, những cái âm thanh của Hà Nội đi luôn. Không bao giờ. Bọn tôi cũng không mang cái gì đi cả đâu, người bịa. Bởi vì Hà Nội thì sống từ tấm bé. Chính mình đi xa thì mình cứ muốn đi về là vì thế. Em nghĩ là nếu mà mình vẫn đang sống ở đây thì có lẽ là sẽ không có những cảm xúc như thế này. Trong một cái dịp như thế này được gặp tất cả gia đình của mình nó rất là đặc biệt. Mùa đoàn tụ ai cũng muốn trở về, chỉ ước mong rằng có nhiều những ngày đoàn tụ như thế này trong năm tới.